kiến góc chân ta, kiến lửa không à. Xong luôn rồi, hay ấu kiến bên Sam nè. Đâu rồi, ok. Ngay ổ kiến lửa luôn. Phải chữa. Ổ kiến lửa đâu có thành lập ở đây nữa chứ. Rồi, mới đút tay vô là nó cắn luôn chết. Đây là một cái nhánh bự nha cô chú anh chị. Đây nè, đây là một cái nhánh á, cắm xuống mà nó đi ra rễ rất là nhiều nè, con tuôn ra hết luôn ha. Nhánh bự hay nhánh nhỏ gì mình cắm vẫn sống nha cô chú anh chị. Đây cái đế nè, rễ nó ra rất là nhiều và đẹp luôn này cô chú anh chị. Về mình cắt mấy cái nhánh mà mình uống bỏ, mình đừng có bỏ nha, mình đem mình dăm lại nha, tỷ lệ sống rất là cao. Quá trời kiến cắn rồi. Có một số cây nó chưa có lên mầm kịp nha cô chú anh chị, này mình dăm lại ha. Không có gì hết. Mấy em này nó vẫn duy trì sự sống ha, nhưng mà nó chưa có lên kịp. Nè. Hồi nãy mẹ chụp thịt trâu. Sau khi dăm xong thì có một số rễ nó chưa có ra lên kịp ha. Cái này thì mình dăm tiếp tục. Còn một số rễ nè. Cái này là con đang chuẩn bị trồng rễ hồng ngọc mai của chú anh chị. Rễ dăm khoảng 2 tháng nay à. Rất là đẹp luôn. Cây rất là quái luôn. Đó. Cái cây rất là quái luôn ha. Như là rau xanh vậy đó. Thôi trồng không phải mình chăm cùng một thời điểm, nhưng mà rễ nào nó cũng lên hết, nhưng mà có rễ lên có rễ không, nhưng mà mấy cái rễ nó không lên nó vẫn sống bình thường nha. Tại vì nó bị trong vùi sâu ở dưới đất á, cho nên nó không có lên kịp. Còn những rễ nó trên mặt đất á thì nó lên kịp.
Cái này là sau khi con trồng xong một cây mini này ha, thì nếu như cô chú anh chị mà cắt xong mà nó lên cái này, cô chú anh chị có mấy cái chậu, nói chung là mấy cái chậu gì nè, chậu nhật á, chậu nhật nhỏ nhỏ mini á, hoặc là mấy chậu đẹp đẹp thì cô chú anh chị sẽ vô thẳng cái mấy cái chậu đó luôn ha. Còn cái này là con trồng mà để con, nói chung là chăm nó tốt lại để con bán, nên con vô cái chậu đen như thế này đó.